Năm 2022, tất cả thành viên của câu lạc bộ lãnh đạo tiềm năng sẽ là người tiên phong đưa sáng kiến, cải tiến và thực hành tiết kiệm trở thành một dự án gắn liền với mọi công trình Delta và đi sâu vào tiềm thức của tất cả cán bộ, kỹ sư. Bạn muốn trở thành người tiên phong? Đừng ngần ngại tham gia với chúng tôi với 4 mục tiêu. Thúc đẩy sáng kiến cải tiến và áp dụng vào thực tiễn. Thực hành tiết kiệm và đi sâu vào chống lãng phí. Đa dạng các chủ đề về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Tham gia các cuộc thi thú vị và tạo ra các kết quả thiết thực. Phong trào sáng kiến cải tiến và thực hành tiết kiệm sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nên các dự án thành công của tập đoàn. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó. Được phát động từ năm 2021, phong trào sáng kiến, cải tiến và thực hành tiết kiệm đã thúc đẩy các cán bộ, nhân viên của Delta tích cực nghiên cứu và cải tiến trong công việc. Tư duy sáng tạo đã giúp nhiều cá nhân, tập thể hiện diện ra lãng phí và tìm tòi những cách làm mới nhằm nâng cao năng suất lao động, cũng như đem lại giá trị lợi ích về kinh tế cho tập đoàn. Cụ thể, từ khi được triển khai cho tới nay, phong trào đã mang lại hiệu quả trị giá hàng chục tỷ đồng cho tập đoàn. Sau đây là các đề án sáng kiến, cải tiến và thực hành tiết kiệm đã được ghi nhận trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là hai đề tài của dự án Mastery Smart City Tây Mỗ. Với đề tài đầu tiên là cải tiến hệ thống thu nước mặt trên sàn về hố thu bơm tự động. Giám đốc dự án Đào Tuấn Phương, chủ nhiệm đề tài Trương Ngọc Hưng. Đề tài đã giải quyết tình trạng ngập úng đọng nước sau cơn mưa, đem lại mỹ quan và đáp ứng yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư. Đề tài thứ hai là cải tiến trực tiếp cấp nước tạm cho hệ thống nhà vệ sinh tạm và khu vực vệ sinh. Giám đốc dự án Đào Tuấn Phương, chủ nhiệm đề tài Trương Ngọc Hưng. Cải tiến đã giúp đem lại hình ảnh khác biệt của dự án, không còn tình trạng mất vệ sinh bừa bãi, nguồn nước lấy đúng điểm quy định, gọn gàng, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Phòng cung ứng và quản lý thiết bị với sáng kiến, thiết kế và sản xuất nhà vệ sinh lắp ghép, trưởng phòng Nguyễn Hồng Kỳ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hà, hiệu quả đem lại đã sử dụng được nhiều lần do có thiết kế đồng bộ, dễ dàng lắp ghép, đảm bảo hình ảnh theo quy định của công ty, chi phí chế tạo thấp, tận dụng được các nguồn vật tư có sẵn, tới lúc triển khai đến nay đã tiết kiệm được số tiền lên đến 307 triệu 800 nghìn Việt Nam đồng. Tiếp theo là cải tiến hệ thống tiện ích công trường, hệ thống văn phòng, nhà xe, khu nghỉ ngơi của phòng cung ứng. Trưởng phòng Nguyễn Việt Mỹ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hà. Đề tài này đã giúp các công trường lắp dựng nhanh hơn, tiết kiệm một phần nhân lực tại dự án, luân chuyển được giữa các dự án, do đó tái sử dụng được và tăng tính đồng bộ trong các dự án. Dự án Săn Sầm Sơn với hai đề tài sáng kiến cải tiến của chỉ huy trưởng và chủ nhiệm đề tài Ngô Trung Hiếu. Đề tài, công tác thi công lanh tô cửa tầng 1 sẽ tiến hành đồng thời với công tác kết cấu dầm sàn tầng 2 để thuận tiện cho công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí. Hiệu quả đem lại, giúp thuận tiện cho công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí, tiết kiệm số tiền lên đến 217 triệu 873 nghìn Việt Nam đồng cho dự án. Đề tài, công tác thi công lắp dựng lưới bao che cho vị trí khe gió giữa nhà và sàn 1 tầng 2. Tận dụng lưới bao che đã sử dụng cho giai đoạn trước để sử dụng cho giai đoạn sau đối với các vị trí khe gió không cần phải quảng bá hình ảnh, tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí cho dự án. Dự án Vincom Quang Trung Vinh, chỉ huy trưởng và chủ nhiệm đề tài Lê Hữu Hưởng với đề tài cải tiến biện pháp đúc lanh tô sẵn thay vì đổ trực tiếp,
đã tiết kiệm chi phí cho dự án số tiền 132.165.000 Việt Nam đồng. Chỉ huy trưởng Trương Ngọc Hoàn, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Quốc Khánh với sáng kiến cải tiến bổ sung dây gân hệ lưới bao che cho các dự án gần biển của dự án khách sạn Hoài Hương. Hiệu quả đối với các công trình gần biển, ảnh hưởng lớn của gió sẽ không bị bung các mảng lớn, lưới bao che sẽ được giữ cố định chắc chắn hơn. Quá trình sửa chữa dễ dàng và nhanh chóng, giảm được chi phí phát sinh quá trình sửa chữa lưới do ảnh hưởng mưa bão, tiết kiệm số tiền 23.043.000 Việt Nam đồng cho dự án. Dự án VinCity quận 9 cải tiến hệ trượt gang phong, lan can an toàn hệ gang phong, chủ nhiệm dự án Đậu Đức Cảnh, chủ nhiệm đề tài Ngô Đình Trung. Hiệu quả mang lại giúp đảm bảo an toàn, cải thiện chi phí phát sinh, thi công thuận lợi và nhanh hơn, đồng thời đáp ứng tính thẩm mỹ cao. Dự án Mastery Central Point quận 9 thay đổi biện pháp lắp đặt lối đi cho tài xế cầu tháp. Giám đốc dự án Trương Minh Tú, chủ nhiệm đề tài Ban An toàn dự án Vương Thị Hồng Phước. Việc thay đổi phương án thi công giảm hơn 50% các mối nguy theo biện pháp lắp đặt đang sử dụng đại trà tại các dự án của tập đoàn. Ban chỉ huy tòa HH12, dự án Mastery Ba Son quận 1 với sáng kiến cải tiến máng xả bê tông bằng thừa trong xe bơm bê tông. Chủ nhiệm dự án Vũ Anh Khoa, chủ nhiệm đề tài Trần Văn Hoàn. Hiệu quả mang lại đảm bảo về mặt hình ảnh vệ sinh sạch sẽ, tiến độ thi công được cải thiện, tiết kiệm chi phí nhân công vệ sinh, hạn chế hao hụt, chất lượng thi công được tăng cao. Sáng kiến cải tiến tối ưu biện pháp lắp dựng sàn thao tác thi công một vách của ban chỉ huy tòa HH11 Mastery Ba Son quận 1, chủ nhiệm dự án Vũ Anh Khoa, chủ nhiệm đề tài Trần Minh Hưng. Giải pháp tối ưu cho sàn thao tác kết hợp giao chống cốt pha gầm sàn đều đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, tiến độ thi công, đặc biệt giảm được các chi phí có lợi về mặt kinh tế. Ban kỹ thuật công nghệ và phòng hợp tác thầu phụ, giám đốc ban kỹ thuật công nghệ Trần Quang Nam, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Trí Thức với sáng kiến cải tiến tận dụng kinh Sport có sẵn ở dự án Đà Nẵng cho 90 đường láng Hải Dương, tái sử dụng được số kinh Sport không sử dụng tại Đà Nẵng để sử dụng cho các công trình khác đã tiết kiệm cho hai công trình tại 90 đường láng và Hải Dương số tiền lên đến 257.700.000 Việt Nam đồng. Tiếp đến là đề tài tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình thi công dự án cọc Fillmore Đà Nẵng của Phòng Cung ứng Quản lý Thiết bị và Ban Chỉ huy dự án Fillmore Đà Nẵng, trưởng Phòng Cung ứng Quản lý Thiết bị và chủ nhiệm đề tài Nguyễn Hồng Kỳ. Với việc thay đổi cách quản lý trong quá trình thi công đã giúp tiết kiệm chi phí cho dự án với số tiền 24.445.000 Việt Nam đồng. Phòng An toàn lao động, trưởng phòng và chủ nhiệm đề tài Trần Đình Lợi với đề tài cải tiến hệ lan can cho công trình sử dụng cừ. Hiệu quả của đề tài hạn chế hao hụt vật tư, chuyển từ việc hàn lan can vào cừ bằng việc lắp ghép kẹp đã được chế tạo sẵn vào đỉnh cừ, giảm chi phí nhân công, triển khai trên mặt bằng rộng và đảm bảo tính an toàn, chuyên nghiệp. Phòng nhân sự, trưởng phòng và chủ nhiệm đề tài Trần Đình Lợi với sáng kiến cải tiến, bỏ hai thủ tục hành chính, bỏ quyết định điều động cán bộ, bỏ quyết định tiếp nhận cán bộ đã giúp giảm 50% thời gian nhập liệu, tiết kiệm thời gian thực hiện công việc, tăng năng suất lao động. Phòng ban các dự án tham dự hạng mục tiết kiệm với đề án, tiết kiệm vật tư chính các dự án đã giúp tiết kiệm số tiền lên tới 7.858.305.000 Việt Nam đồng tính đến hết tháng 6 năm 2022 cho tập đoàn.
chắc chắn những sáng kiến cải tiến trên sẽ mang lại nhiều lợi ích và góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, ý thức tiết kiệm cho mỗi cá nhân chúng ta. Sau đây chúng ta hãy cùng nghe những lời chia sẻ của những người trực tiếp tham gia phong trào sáng kiến cải tiến và thực hành tiết kiệm. Là một cán bộ kỹ thuật của tập đoàn Delta, tôi luôn rà soát công việc, cải tiến, thực hiện, nâng cao năng lực của bản thân là yếu tố quan trọng và chắc chắn sẽ luôn theo tôi trong quá trình thi công. Ngoài ra thì tôi tự ý thức trách nhiệm về những nội dung quy định của công ty về thực hành tiết kiệm vật tư, năng lượng và bảo vệ môi trường. Những cải tiến vừa qua tại công trường có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo môi trường sản xuất như giảm tiếng ồn, thoát nước nhanh, không có mùi từ cống rãnh, giữ sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và làm tốt hình ảnh thương hiệu Delta. Ý thức cán bộ công nhân cũng được cải thiện hơn, vì thế phần nào đó giúp đỡ cho công việc của chúng tôi hoàn thành tốt hơn. Ban chỉ huy công trường đã có phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm là tất yếu, là yếu tố bắt buộc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của tập đoàn. Sự nghiên cứu tìm tòi được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thi công, sự sáng tạo được lan tỏa từ cán bộ kỹ thuật đến từng người công nhân. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã đạt được một số thành tích đã được ghi nhận. Đó là nỗ lực của ban chỉ huy công trường. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đã có trên 30 dự án hạng mục trên các miền của khắp vùng miền của Tổ quốc đã đăng ký tham gia phong trào sáng kiến cải tiến và thực hành tiết kiệm. Thực hành tiết kiệm thì đến thời điểm hiện tại cũng đã cho được những giá trị hiệu quả cụ thể, cũng góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu các chi phí của các dự án. Song song với đó là các sáng kiến cải tiến. Thì tính từ đầu năm cho đến nay cũng đã có gần 20 sáng kiến cải tiến đã gửi về ban tổ chức. Các sáng kiến cải tiến này thì đã được các tập thể, các dự án thực hiện dưới dự án. Sau đó là ban tổ chức cùng với các phòng ban chuyên môn đã họp bàn đánh giá rất là kỹ các sáng kiến này. Có những sáng kiến thì đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế rất là cao, đồng thời là đẩy nhanh tiến độ cũng như là cái tính áp dụng đại trà cho các dự án khác của tập đoàn. Song song với đó thì cũng có khá là nhiều cái sáng kiến cải tiến tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng mang lại giá trị cụ thể cho các cái dự án, xuất phát từ các cái nhu cầu cũng như yêu cầu điều kiện của dự án đó. Trong thời gian vừa qua thì ban tổ chức phong trào dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Nguyễn Đăng Quang, phó tổng giám đốc của tập đoàn, trưởng ban tổ chức phong trào cùng các phòng ban chuyên môn đã đi kiểm tra các công trường, kết hợp với việc đánh giá các cái sáng kiến cải tiến để đảm bảo cái tính thực tế. Cũng như trong thời gian tới thì là ban tổ chức cũng sẽ xin ý kiến ban giám đốc để đưa thêm một số nội dung vào cái phong trào sáng kiến cải tiến và thực hành tiết kiệm. Chúng tôi rất hy vọng rằng là các bạn hãy cố gắng giữ vững cái tinh thần, cái nhiệt huyết tham gia phong trào cũng như là tìm tòi sáng tạo hơn nữa để đưa ra các sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu suất trong công việc, giảm thiểu tiến độ và đặc biệt là hiệu quả mang lại từ phong trào sẽ góp phần phát triển hơn nữa cho tập đoàn trong tương lai.